Trong phiên thảo luận sáng nay ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững. Theo các đại biểu, điều quan trọng trong chương trình lần này là khơi dậy ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân thay vì tính bao cấp như trước kia, đồng thời tránh tô hồng thành tích. Vì chính phủ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia trong điều kiện nguồn lực có hạn, vừa ứng phó với dịch bệnh sẽ đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh này, việc áp dụng chủ nghèo mới sẽ có nhiều khác biệt. Thực tế, dịch bệnh COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống cũng sẽ ảnh hưởng tới thực hiện cân đối các chính sách. Do vậy, một số đại biểu đề nghị Bộ Chủ quản cần chỉ đạo rà soát đối với chương trình mục tiêu quốc gia đã, đang và triển khai để tối ưu hóa các đề án, tiểu đề án. Cần nghiên cứu, gắn kết, tạo sự tương hỗ chặt chẽ giữa hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, tránh sự trùng lắp hoặc hiệu quả không cao. Bởi vì để phát triển bền vững thì xây dựng nông thôn mới phải góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và giảm nghèo để góp phần xây dựng nông thôn phát triển. Đồng thời, trên cơ sở thực trạng hiện nay, nhất là trong điều kiện tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cần đánh giá nhu cầu theo đối tượng, địa phương, vùng miền để có sự bố trí, phân kỳ, ưu tiên đầu tư, đảm bảo có trọng điểm, tập trung để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, khắc phục việc đầu tư dàn trải. Tiếp tục rà soát, dỡ bỏ, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp, cho không, làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, so bì chính sách, khơi dậy ý thức, chủ động vượt khó, vươn lên thoát nghèo của người dân. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.